Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng, mình đến từ nhạc cụ Minh Phụng và chủ đề video hôm nay sẽ là hướng dẫn thao tác các chức năng cơ bản trên cây đàn Cushman K150. Xin các bạn cùng theo dõi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các chức năng cơ bản và các thao tác trên cây đàn Cushman K150 này. Thì mặt bên trái của cây đàn các bạn có thể thấy đó là một dãy volume. Hàng đầu tiên là master volume, nghĩa là âm tổng. Rhythm volume là âm của điệu. Core volume là âm của hợp âm mà các bạn chơi. Còn tempo là nhịp đàn. Các bạn khi bạn chơi các bạn có thể điều chỉnh tempo tăng hoặc giảm để cho cái nhịp điệu của bài hát theo ý muốn của bạn. Bạn muốn chơi chậm hoặc chơi nhanh, bạn có thể chọn tempo. Rồi hàng bên dưới là các chức năng cơ bản khi chơi theo điệu. Bây giờ mình sẽ chọn một điệu nha. Mình bấm rhythm. Mình chọn điệu 56. Mình sẽ bấm start up để các bạn nghe điệu trước. Để có thể chơi hợp âm thì ở kế bên màn hình chúng ta sẽ có 3 chức năng hợp âm. Chức năng thứ nhất là single chord, nghĩa là khi các bạn nhấn vô đây và các bạn chỉ cần nhấn một ngón tay trên cái phím đàn thôi là nó sẽ ra hợp âm. Mình nhấn phím đô, mình sẽ gặp âm đô. Ok. Còn chức năng thứ hai là finger chord, nghĩa là mình sẽ nhấn bằng ba ngón tay thì nó mới hiện hợp âm. Để tắt chức năng này các bạn chỉ cần nhấn nút thứ ba thôi là chord clear. Bây giờ mình sẽ bước vào điệu hợp âm luôn nha. Mình chọn finger chord, xong mình bấm start up. Đó là chức năng của start up khi các bạn chơi hợp âm. Còn nút thứ hai là nút synth, nghĩa là lúc này sẽ chờ lệnh các bạn nhấn hợp âm, sau đó nó mới bắt đầu bật giai điệu lên. Bây giờ mình nhấn thử cho các bạn nghe nha. Bấm synth trước. Lúc này các bạn sẽ thấy màn hình nó đang nhấp nháy. Khi mà mình nhấn hợp âm nó mới bắt đầu bài nhạc. Nút fill in á là sẽ nhồi trống khi các bạn đang muốn chuyển đoạn từ lời sang điệp khúc chẳng hạn. Bây giờ mình chơi thử cho các bạn một đoạn nhỏ nhỏ. Báo trống. Bây giờ mình làm cho các bạn cụ thể, mình đánh cho các bạn nghe cụ thể hơn nha. Mỗi lần các bạn nhấn fill in là cái nó sẽ tạo một cái hiệu ứng nhịp trống để các bạn có thể chuyển rồi. Chức năng intro ending là khi các bạn chuẩn bị chơi một bài hát, các bạn bấm nút intro ending trước là màn hình lúc này sẽ hiện chữ intro, nghĩa là nó sẽ chờ các bạn bấm. Khi bấm hợp âm là bài hát sẽ tự động giảm một đoạn intro trước khi vào bài. Bây giờ để thực hiện chức năng này chúng ta bấm nút sync trước, xong chúng ta mới bấm intro ending. Lúc này màn hình sẽ nhấp nháy chữ intro, các bạn bấm hợp âm thì bài hát nó mới bắt đầu chạy. Ending nghĩa là sao? Ending nghĩa là khi các bạn đang chơi một bài hát, các bạn nhấn nút này thì bài hát sẽ có một đoạn out, gọi là outro.
giờ mình sẽ chơi thử nha. Bên kế nút power là một dãy để hỗ trợ các bạn có thể ghi âm bài hát của mình. Để ghi âm bài hát rất là đơn giản, bạn chỉ cần nhấn nút số 2 này, record. Bây giờ bạn hãy đánh một đoạn. Để kết thúc các bạn nhấn nút play rồi nghe lại cái bản ghi âm của mình. Khi các bạn chơi một bài hát để các bạn có thể giữ vững nhịp hoặc là không bị chạy tempo thì các bạn có thể sử dụng chức năng này để có thể giữ vững nhịp của mình. Và nút này có bốn chức năng, có bốn loại nhịp mà các bạn có thể chơi. Mình nhấn lần đầu tiên một phát duy nhất luôn, các bạn có thể thấy màn hình nhấp nháy. Nhấn lần thứ hai, nhịp 2-4. Xem video clip, nếu các bạn có thấy hay thì hãy để lại nút like và subscribe cho nhạc cụ Minh Phụng để chúng mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.